Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục đến với chương trình giúp các bạn luyện thi TOEIC hiệu quả chỉ với 10 phút mỗi ngày. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn luyện phần 2 hỏi đáp trong đề thi TOEIC bằng việc phân tích đáp án chi tiết của câu số 22 trong đề số 2. Và bây giờ trước tiên chúng ta sẽ cùng nghe lại câu hỏi này nhé. Number 22. Did you know that the Vienna Orchestra is giving a concert here soon? A. No, where will it be? B. Classical literature. C. The opening piece was great. Vừa rồi sau khi nghe lại câu hỏi, các bạn đã biết đáp án đúng là gì hay chưa? Khi đi thi với phần 2 hỏi đáp của TOEIC, các bạn sẽ gặp 25 câu hỏi tương tự như câu hỏi vừa rồi, từ câu số 7 tới câu 31 trong đề. Và với mỗi câu hỏi này, các bạn sẽ được nghe một câu nói hoặc một câu hỏi bằng tiếng Anh, mà kèm theo sau đó là 3 phương án trả lời A, B, C. Nhiệm vụ các bạn là phải nghe hiểu, đồng thời chọn ra được phương án trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi hoặc câu nói được đưa ra. Và để giúp các bạn làm phần này hiệu quả, thì trong mỗi bài của chương trình này, mình sẽ giúp các bạn phân tích đáp án chi tiết của một câu bằng cách luyện nghe lại từng phần, sau đó học từ vựng, ngữ pháp cũng như cách làm đề. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài ngày hôm nay bằng cách nghe lại đoạn câu hỏi trong câu số 22 này nhé. Number 22. Did you know that the Vienna Orchestra is giving a concert here soon? Câu hỏi vừa rồi mà các bạn được nghe là Did you know that the Vienna Orchestra is giving a concert here soon? Câu này có nghĩa là bạn có biết rằng dàn nhạc Vienna sẽ sớm tổ chức một buổi hòa nhạc ở đây hay không? Đây là một câu hỏi ở dạng có không và nó đang dùng ở thì quá khứ nhằm để xác nhận lại một thông tin. Dạng câu hỏi này thì xuất hiện rất nhiều và phổ biến trong đề thi phần 2 hỏi đáp của TOEIC. Vậy nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn học một số từ vựng mới cũng như chú ý về ngữ pháp để mình có thể làm câu 22 hoặc những câu tương tự như thế này dễ dàng hơn nhé. Đầu tiên người ta muốn hỏi là bạn có biết rằng ở dạng thì quá khứ là Did you know that? Again, did you know that? Thông thường nếu ở thì hiện tại đơn các bạn có thể nghe thấy là Do you know? Là bạn có biết. Again, do you know? Hoặc là Do you know that? Bạn có biết rằng. Tuy nhiên trong câu 22 thì người ta đang dùng thì quá khứ nên trận động từ do được lùi về quá khứ thành did. Bạn có biết rằng ở dạng quá khứ là Did you know that? Very good! Dàn nhạc Vienna người ta dùng là The Vienna Orchestra. Again, The Vienna Orchestra. Các bạn chú ý danh từ chỉ dàn nhạc đây là Orchestra. Again, Orchestra. Chào âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Orchestra. Very good! Và dàn nhạc Vienna thì người ta dùng là The Vienna Orchestra. Very good! Và trong câu này thì người ta đang dùng thì hiện tại tiếp diễn để chỉ tương lai. Và dàn nhạc Vienna này thì sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc sớm. Thì chính xác khi tách ra khỏi phần câu hỏi ở đầu là Did you know that? Chúng ta sẽ có câu là The Vienna Orchestra is giving a concert here soon. Là dàn nhạc Vienna sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc đấy sớm. Và các bạn chú ý một chút là động từ to be ở trong trường hợp này. The Vienna Orchestra is giving a concert. Thì động từ to be đã được gắn liền luôn với chủ ngữ trong trường hợp này. Nên lát nữa khi nghe các bạn nhớ để ý nhé. Người ta sẽ nói thành The Vienna Orchestras. Thì không phải ở đây là dạng số nhiều đâu, mà đây là dạng mà động từ to be đã được gắn liền với chủ ngữ. Mình cùng nói lại là The Vienna Orchestras là dạng động từ to be đã gắn liền vào rồi. Và có tổ chức một buổi hòa nhạc. Khi tổ chức một buổi hòa nhạc thì chúng ta có thể dùng cụm là give a concert. Again, give a concert. Danh từ ở đây chỉ buổi hòa nhạc là concert. Again, concert. Cả cụm từ chỉ tổ chức một buổi hòa nhạc chúng ta dùng thêm động từ give ở đây. Và trong câu này vì đang dùng thì hiện tại tiếp diễn nên động từ give được chuyển về dạng ing là giving. Giving a concert. Again, giving a concert. Very good. Ở đây là here. Again, here. Sớm, soon. Again, soon. Và cả câu của chúng ta là Did you know that the Vienna Orchestra is giving a concert here soon? Và do nó là câu hỏi nên nó có hơi lên giọng ở cuối câu một chút xíu, các bạn để ý nhé. Và các bạn hãy nhớ là ở đây thì có một chỗ là động từ to be đã được rút gọn. Câu đầy đủ của chúng ta sẽ là Did you know that the Vienna Orchestra is giving a concert here soon? Nhưng đây nó đã được nói tắt luôn động từ to be với chủ ngữ ở phía trước thành The Vienna Orchestra's. Bạn chú nhé. Và chúng ta cùng nói lại cả câu 22 của chúng ta là Did you know that the Vienna Orchestra is giving a concert here soon? Very good. Và như đã chia sẻ với các bạn,
Thì dạng câu hỏi có không với do you know hoặc did you know that được xuất hiện khá nhiều và phổ biến trong phần 2 của đề thi TOEIC. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn tập một câu đã xuất hiện trong bài trước mà chúng ta đã học để các bạn làm quen với cách hỏi và trả lời của dạng câu hỏi này nhé. Đây là câu số 15 trong đề số 2 chúng ta mới học cách đây không lâu. Là câu do you know who requested technical support? Câu này có nghĩa là bạn có biết ai đã yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật không? Thì bạn có biết không, người ta dùng ở hiện tại đơn ở đây là do you know. Again, do you know? Còn trong câu số 22 của chúng ta, người ta dùng ở thì hiện tại, thì quá khứ, người ta dùng là did you know that? Và trong câu số 15 này, người ta hỏi do you know who requested technical support? Bạn có biết ai đã yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật không? Và câu trả lời đúng trong câu số 15 là đáp án A. Sorry, I just got into the office. Xin lỗi, tôi vừa mới vào văn phòng. Câu này có nghĩa là người ta đưa ra một cái lý do là người ta mới vào văn phòng. Ý ám chỉ là người ta không biết. Nó tương tự như câu trả lời là no, I don't know. Và trong trường hợp này thì người ta trả lời một cách hơi khác đi một chút mà các bạn sẽ phải nghe hiểu để có thể trả lời được là sorry, I just got into the office. Nghĩa là tương đương với việc là xin lỗi, tôi không biết. Và cũng tương tự như vậy, bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt nghe lại các đáp án của câu số 22 để xem họ sẽ trả lời như thế nào và để cho các bạn làm quen dần với cách hỏi và trả lời của phần số 2 hỏi đáp trong đề thi TOEIC nhé. Và đầu tiên, đáp án A. A. No, where will it be? Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là no, where will it be? Câu này có nghĩa là không, nó sẽ tổ chức ở đâu vậy? Và mình cảm thấy đáp án A này hoàn toàn phù hợp để trả lời cho câu hỏi did you know that the Vienna Orchestra is giving a concert here soon? Bởi vì người ta đang hỏi là bạn có biết dàn nhạc Vienna sẽ sớm có buổi hòa nhạc ở đây hay không? Thì đáp án A là no, where will it be? Người ta trả lời là no, là không, ý chỉ là không biết. Và người ta hỏi ngược lại một câu hỏi để biết thêm thông tin về dàn nhạc này tổ chức ở đâu là where will it be? Say it again, where will it be? Và mình cảm thấy đây là một câu trả lời hoàn toàn phù hợp để tiếp nối đoạn hội thoại, nên mình sẽ chọn đáp án A làm đáp án đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ học thêm một số từ vựng ở đây thôi. Khi trả lời không thì mình sẽ dùng từ no. Again, no. Nó sẽ tổ chức ở đâu vậy? Thì dạng từ để hỏi chỉ ở đâu trong tiếng Anh là where. Again, where. Và nó sẽ tổ chức ở đâu? Ở đây người ta dùng thì tương lai đơn, nên dùng trợ động từ will. Again, will. Nó sẽ tổ chức ở đâu? Where will it be? Say it again. Where will it be? Again and faster. Where will it be? Say it again. Where will it be? Very good. Và khi A đã là đáp án đúng rồi thì B và C chắc chắn sẽ sai. Thông thường khi đi thi thì nếu chọn A rồi mình sẽ không cần nghe B và C mà để tai mình thật rảnh và chuẩn bị cho câu tiếp theo. Tuy nhiên bây giờ chúng ta vẫn sẽ nghe lại để củng cố khả năng nghe, đồng thời học thêm từ vựng mới nhé. Và chúng ta sẽ nghe lại đáp án B. B. Classical literature. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là classical literature. Câu này có thể dịch là văn học cổ điển. Và mình cảm thấy đáp án B này thì không liên quan gì đến câu hỏi did you know that the Vienna Orchestra is giving a concert here soon. Vậy nên đáp án B chắc chắn là một đáp án sai rồi. Và chúng ta chỉ học từ vựng mới đây thôi. Đầu tiên là danh từ chỉ văn học trong tiếng Anh là literature. Again, literature. Và người ta dùng một tính từ đi kèm ở đây nữa chỉ cổ điển hay kinh điển là classical. Again, classical. Và cả cụm từ văn học cổ điển ở đây được dùng là classical literature. Say it again, classical literature. Very good. Và cuối cùng, đáp án C. C. The opening piece was great. Câu vừa rồi các bạn được nghe là the opening piece was great. Câu này có nghĩa là phần mở đầu đã rất tuyệt vời. Và mình cảm thấy đáp án C này thì không phù hợp để trả lời cho câu hỏi did you know that the Vienna Orchestra is giving a concert here soon? Bởi vì người ta đang muốn hỏi là bạn có biết rằng là dàn nhạc Vienna sẽ có một buổi hòa nhạc đấy sớm không? Thì đáp án C lại là the opening piece was great, là phần mở đầu rất tuyệt vời. Nó phù hợp để mô tả về phần mở đầu của buổi hòa nhạc đã diễn ra rồi, chứ không phù hợp để trả lời cho câu hỏi là bạn có biết là cái buổi hòa nhạc đấy nó mới sắp diễn ra thôi. Nên đáp án C là đáp án sai. Và chúng ta học một số từ vựng mới ở đây thôi nhé. Đầu tiên, phần mở đầu, the opening piece. Again, the opening piece. Các bạn chú ý là đoạn miếng hay là từng phần mình có thể dùng từ piece để mô tả. Say it again, piece. Và phần mở đầu thì mình có thể thêm từ opening vào để mô tả. Say it again, opening. Và dạng xác định the opening piece là phần mở đầu. Say it again, the opening piece.
Rất tuyệt vời. Mình dùng tính từ great. Again, great. Và câu thì dùng ở thì quá khứ, nên đáp án C được dùng là the opening piece was great. Say it again. The opening piece was great. Very good. Number 22. Did you know that the Vienna Orchestra is giving a concert here soon? A. No. Where will it be? B. Classical literature. C. The opening piece was great. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện nghe trong bài ngày hôm nay. Một lát nữa các bạn sẽ được nghe một câu hỏi tương tự như câu hỏi phần 2 hỏi đáp của đề thi TOEIC. Nghĩa là các bạn sẽ được nghe một câu nói hoặc một câu hỏi bằng tiếng Anh mà kèm theo sau đó là 3 phương án trả lời A, B, C. Nhiệm vụ của các bạn là nghe và chọn ra đáp án đúng, đồng thời ghi lại những gì các bạn nghe được và bình luận xuống phía dưới để mình nắm được các bạn đã nghe được đến đâu. Đáp án chi tiết của câu hỏi này sẽ được phân tích trong bài tiếp theo. Vậy nên các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh và ấn nút quả chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của mình. Và toàn bộ tài liệu kèm theo mỗi bài thì mình đều gắn dưới phần mô tả. Các bạn có thể tải về bất kỳ lúc nào để tiện cho việc học. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho các bài tiếp theo. Goodbye, see you next time. Number 23. What's the marketing department working on? A. I'm on the accounting team. B. That was a good commercial. C. To the second floor.